Chào mừng quý vị khán giả và các bạn của kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện với tiến sĩ Bùi Chân Phượng về chủ đề thế nào là con người tự do. Và sau khi mà chúng tôi nói chuyện xong thì nhiều quý vị khán giả cũng nhắn tin hỏi thăm chia sẻ. Trong đó có một câu hỏi rất lớn, đó là vậy thì làm thế nào để tạo nên một con người tự do đây? Cho nên là hôm nay rất hân hạnh được mời lại tiến sĩ Bùi Chân Phượng xuất hiện trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Em xin chào cô ạ. Chào Phan Đăng. Dạ. Khi mà cô trò mình nói là con người tự do ở rất nhiều góc độ của nó trong video clip tuần trước ấy, thì nói xong rồi cô lên taxi, cô đi về sân bay, bay vào trong Sài Gòn. Không biết là cô nghĩ lại cái talk đó, cô có thấy có một điều gì đấy cần phải đính chính không? Mình sẽ đính chính nếu như có ai đó lưu ý mình. Hiện tại bây giờ thì mình chưa thấy gì. Chưa thấy gì để đính chính. Thế thì em xin hỏi ngay, cô là một nhà giáo. Cho nên là đương nhiên giáo dục là một cái chủ đề theo đuổi suốt cuộc đời cô. Vậy thì theo cô, chúng ta làm thế nào để có thể tạo ra một cơ chế giáo dục, từ đó có những con người tự do nảy mầm? Cái này thì tôi thua. Nói chung là tôi sẽ không thích và lấy quyền tự do của tôi để từ chối nói về câu hỏi tại dạ. sao làm ra một cơ chế như thế nào để gì đó cho toàn xã hội. Dạ. Tại vì tôi thấy cái đó ngoài tầm tay tôi. Giống như là con ong thì đừng có muốn bay như con đại bàng vậy đó. Thành ra thì tôi sẽ chỉ muốn nói về là trong phạm vi gia đình đi. Dạ. Tức là mình có con. Ai có gia đình thì ai có gia đình và có con cái thì cũng đều quan tâm muốn cái tương lai hạnh phúc của con mình như thế nào. Thì trong khuôn khổ một cái cuộc nói chuyện có giới hạn về thời gian, thì tôi nghĩ là chắc hôm nay nếu có nói thì chúng ta nói về giáo dục cái tuổi nhỏ thôi. Dạ. Tuổi tiểu học thôi, thí dụ như thế. Là làm thế nào để chuẩn bị cái, những bước đầu cho con mình lớn lên thành một người tự do. Thì điều này rất quan trọng, bởi vì đúng, rất nhiều ông bố bà mẹ sẽ xem chương trình của chúng ta. Chắc là chỉ có thể nói về cái lứa tuổi đầu đời là tại vì chúng ta ít thời gian. Dạ. Nhưng cũng vì cái đó nó rất là quan trọng và hiệu quả. Dạ. Và nếu như chúng ta làm tốt cái khúc đầu đó thì những khúc sau nó sẽ đơn giản nhẹ nhàng hơn rất dạ. nhiều. Mà nếu như chúng ta lỡ làm hỏng cái khúc đầu đó thì cũng không phải là không thể cứu vãn được, nhưng mà nó sẽ khó khăn phức tạp hơn rất nhiều. Giống như người ta học bơi năm người ta 3 tuổi hay là người ta học bơi năm người ta 60 tuổi như tôi thì nó khác biệt rất là lớn. Đó, thành ra là nếu như cái bước đầu đời chúng ta đã tạo điều kiện để con mình trở thành người tự do thì mai sau giàu có bao giờ, nghĩa là sau này dù có diễn biến bất lợi kiểu gì nữa thì cái 10 năm đầu đời đó, hay là thậm chí các nhà giáo dục nhi đồng có người họ nói là 3 năm đầu đời là quyết định, hay là 6 năm đầu đời là quyết định, hay nhưng mà thôi tôi nói cho thông thả đi, 10 năm đầu đời là tiểu học đi. Thì nếu như chúng ta có thể làm gì được để chuẩn bị thì tôi sẽ muốn nhắc trở lại cái câu mà chúng ta đã nói lần trước, tức là trước hết là thực ra phụ huynh có chân thành muốn điều đó hay không, hay là mình muốn con mình được tự do cũng chỉ vì mốt, vì thời trang. Hiện nay người ta nói nhiều về điều đó, người ta nói giáo dục khai phóng ở khắp mọi nơi, thì e rằng đến thời của con mình lớn lên nếu không có cái đó chắc là không sống được. Cho nên người ta khai phóng thì mình cũng khai phóng. Người ta khai phóng mình cũng khai phóng, giống như là người ta học marketing mình cũng học marketing được, kiểu như thế. Thì như thế thì nó không có bền vững được. Bởi vì ngay từ đầu thì bản thân nhà giáo dục, tức là cha mẹ đó, cũng phải hiểu rằng là, nghĩa là nếu cái điều này nó sẽ dễ thành công hơn rất nhiều, nó thuận lợi hơn rất nhiều. Chứ tôi không nói là cái nỗ lực chủ quan của con người, ý chí con người nếu muốn. Tại vì có rất nhiều cha mẹ người ta chưa từng học đại học nhưng mà người ta muốn con người ta bằng mọi giá phải tốt nghiệp đại học thì người ta vẫn làm được cơ mà. Thế nhưng mà vì cha mẹ có thể tạo điều kiện cho con đi học đại học, kể cả khi mình không biết đại học là cái gì, kể cả vân vân, bởi vì mình chỉ là giúp về ý chí, giúp về định hướng, giúp về phương tiện vật chất, điều kiện sống, học phí rồi vân vân. Còn tự do nó là một giá trị. Nếu như giá trị đó mình không chia sẻ, không thành tâm chia sẻ, thì mình làm cho con trẻ nó biến đó thành một giá trị của nó thì sẽ thiên nan vạn nan, gần như là bất khả. Như vậy là cái bước một quan trọng nhất là nhận thức. Đúng, nhận thức của bản thân phụ huynh, bản thân nhà giáo dục. Sự chân thành nữa. Đúng, sự chân thành. Tôi thực sự hiểu rằng, nếu tôi chưa hiểu thì tìm hiểu thôi.
Đúng không? Nếu tôi chưa có điều kiện để hiểu vì sao cái giá trị đó quan trọng, thì tôi hẳn bắt đầu bằng việc là đi tìm hiểu tại sao tự do là quan trọng với con người. Thì chắc chắn sẽ có những sách vở, những nhà, những chuyên gia, những người này người kia họ nói cho tôi biết. Nhưng mà tôi thay đổi cái nhận thức của chính bản thân tôi. Nếu như tôi chưa có sẵn điều đó từ một nền nếp gia đình, người ta hay nói rằng là nó có một truyền thống gia đình, có thật. Truyền thống gia đình đó mình thường thường mình nhìn nó ở bề ngoài thì mình nhìn là con nhà trí thức hay là con nhà, nói như bây giờ là có điều kiện, chả biết điều kiện là điều kiện gì, nhưng mà cứ gọi là con nhà có điều kiện. Thì rõ ràng là tất cả con cháu nhà ấy nó đều như thế này thế kia. Nhưng mà thực ra nếu người ta tìm hiểu cho kỹ, nếu người ta trả lời chính xác những câu hỏi đúng, thì người ta sẽ thấy cái gọi là truyền thống đó thường thường nó nằm ở những giá trị cốt lõi của cái văn hóa gia đình đó. Nếu như gia đình đó có những văn hóa, có một cái văn hóa cốt lõi là cái gì đó, kể cả cái gì đó nó theo hướng này hay theo hướng khác nha. Tức là tôi có nghe rằng là tất nhiên nhiều gia đình Việt Nam có cái truyền thống là coi sự học, bất kể học đó là học cỡ nào, học kiểu gì, học như thế nào, nhưng mà thường coi sự học là một giá trị. Cứ hiếu học là tốt, là tôn vinh. Con đi học là tốt. Thì có nhiều gia đình Việt Nam là luôn luôn nhồi nhét vào đầu con là con phải học, con phải học, con phải học mới có tương lai. Thì đó cũng là một giá trị của cái gia đình đó. Nhưng mà có những gia đình tôi được biết một cách cụ thể luôn á, từ qua cái việc nghiên cứu của tôi cũng đi phỏng vấn nhiều đối tượng, thì tôi được biết cách cụ thể là thời nay nè, thì có nhiều gia đình thành thị, nhất là gia đình thành thị, thì dạy con là nhất là con gái, con phải đẹp, con phải kiếm chồng cho tốt, học sao không quan trọng, nhưng miễn là kiếm chồng tốt thì tương lai của con được bảo đảm. Thì cái đó cũng là một thứ giá trị mà của người ta mà nhồi nhét những giá trị mà dễ tiếp thu như thế thì nó lại có khi hiệu quả nhanh, trông thấy rõ ràng hơn là con phải học và học một cách đàng hoàng, tử tế, học vì tri thức chứ không phải vì gì đó, thì có khi là nó cũng khó khăn hơn. Đấy. Nhưng mà nếu quả thật mình muốn con mình trở thành người tự do thì bản thân mình nên bắt đầu bằng suy nghĩ thế nào là tự do và tự do để làm chi vậy, tại sao con mình phải trở thành người tự do thì mình mới yên tâm. Tại sao? Thì nếu mình hiểu điều đó càng sâu sắc, càng vững chắc chừng nào, thì cái quá trình giáo dục của mình nó càng có nhiều cơ may thành công chừng ấy. Dạ. Tôi nghĩ là như vậy. Em muốn tò mò thế này, với cô đi. Cô rất hiểu về giá trị của tự do. Sau khi cô học rồi cô lớn lên, trải nghiệm trưởng thành, làm nghề, không có một cái nghi ngờ gì về cái chuyện là cô Bùi Chân Phượng còn phải lăn tăn về khái niệm tự do nữa. Đấy là không có một cái nghi ngờ gì cả. Thế nhưng mà khi con cô còn nhỏ, thì cô truyền lại tất cả những cái đó cho con cô như thế nào để cho con cô lớn lên là một cá thể tự do? Thực ra thì hồi đó tôi không có nghĩ như vậy. Nói thành thật, tôi không có nghĩ đích xác rằng mình muốn con mình lớn lên thành người tự do. Lúc đó tôi chỉ có khái niệm là tôi muốn con tôi. Nhưng tôi có khái niệm là tôi sinh con ra tôi muốn gì. Thì tôi có khái niệm đó rõ ràng. Lúc đấy cô muốn gì? Tôi có con khá là muộn. Tôi lập gia đình muộn. Tôi có con muộn. Tôi sinh con đầu lòng năm tôi 38 tuổi. Thì lúc đó phải nói là không thể nói là mình là người chưa chín chắn trưởng thành được. Cho nên mình phải biết mình muốn gì. Thì tôi muốn con tôi lớn lên là một con người đàng hoàng, xứng đáng làm người. Rồi từ đó tôi mới bắt đầu suy nghĩ là xứng đáng làm người là làng sau này kia, là về sau này cơ. Chứ còn lúc tôi ra tôi chuẩn bị sinh con, tôi chỉ muốn con tôi là một người xứng đáng làm người. Thì tôi cũng không nhớ là trong cái xứng đáng làm người đó, cái khái niệm tự do nó đã len lỏi vào từ lúc nào tôi không nhớ. Nhưng mà giống như tôi có nói với Phan Đăng lần trước á, là tình cờ một ngày đẹp trời nào đó chàng thanh niên đó nói với tôi như thế, là mẹ đã từng dạy con là sự tự do của con nó dừng lại gì đó. Thì tôi nghĩ rằng như thế tôi mới nhớ ra là tôi đã từng đề cập đến cái khái niệm đó với con mình. Nhưng một điều tôi biết chắc chắn đó, là khi tôi sinh con ra thì tôi hiểu rất rõ ràng, có thể là do giáo dục gia đình của tôi, do cái môi trường học mà tôi đã may mắn có được, tức là tôi là học sinh trường Pháp, thụ hưởng nền giáo dục công lập của Pháp từ năm tôi 11 tuổi, từ năm tôi 10 tuổi. Tôi nghĩ rằng cái việc học trường Pháp là một thuận lợi khiến cho tôi hiểu sâu về cái khái niệm tự do và yêu quý nó. Rồi tôi, cái trải nghiệm cuộc sống của tôi, nó khiến cho tôi hiểu tự do là một giá trị. Năm tôi 10 tuổi thì ngẫu nhiên, hoàn toàn ngẫu nhiên, tình cờ là tôi bị bắt cùng với ba tôi. Khi ba tôi hoạt động chính trị chống lại chính quyền lúc đó, thì tất nhiên mục đích là người ta muốn bắt ba tôi, nhưng mà tại tôi đi cùng
thành tôi bị bắt theo. Tất nhiên có một ngày thôi, từ sáng tới chiều thả tôi ra. Nhưng mà tôi rất hiểu và nó để lại tôi một hình ảnh rất mạnh mẽ. Một đứa nhỏ 10 tuổi thì phải hiểu rằng cái đó nó để lại một ấn tượng suốt đời. Sau này tôi nhìn lại tôi nghĩ rằng là tuổi thơ tôi đã chấm dứt năm 10 tuổi vì lý do đó. Tức là tôi không bao giờ quên được cái hình ảnh ba tôi khi mà cùng với tôi đang ngồi xe Vespa chở mẹ con tôi, chở mẹ tôi đi làm. Thì mẹ tôi vừa xuống sở xong thì ba tôi chở tôi đi tiếp để đến một cái lớp học thêm. Thực ra là ở nhà ông ngoại của tôi để chuẩn bị thi vào cái trường Pháp đấy. Thì là bị công an gọi là lúc đó gọi là mật vụ đó, tức là công an mặc thường phục á, của chính quyền diện bắt và đưa về trụ sở của họ. Thì sau đó thì sau nhiều tiếng đồng hồ tôi ngồi chờ ở ngoài sân thì là ba tôi trở ra xuất hiện với hai người đi kèm và tay thì bị còng. Thì đó là một hình ảnh tôi không bao giờ quên được. Tức là đối với tôi, ba tôi là một thầy giáo đáng kính trọng, có rất nhiều học sinh yêu quý kính trọng vân vân. Thì cái hình ảnh cái áo sơ mi trắng của ông thầy giáo với cái bút mực mà ba tôi thì người rất là cẩu thả, nghĩa là rất là vụng về nữa, cho nên là hồi xưa dùng cái mực mà cái viết mực mà bằng mực thật á, thì bao giờ cái túi áo trắng của ông cũng loang lổ vết mực xanh đỏ hết á. Thì tôi không bao giờ quên cái hình ảnh cái người thầy giáo áo trắng đó với hai tay bị còng, không bao giờ tôi quên. Cho nên là đối với tôi sau đó là nó bắt đầu cái khao khát của tôi là tham gia vào một cuộc đấu tranh vì tự do của con người. Tại vì tôi biết rằng không phải chỉ có ba tôi mà còn nhiều người khác trong gia đình, người thân của tôi cũng có người khác có hoàn cảnh tương tự. Thì cho nên là từ đó tôi đã nung nấu cái ý chí đó rồi, cho nên là tự do nó trở thành một giá trị trong tôi rất là mãnh liệt và rất là thường xuyên, không thể nào quên được. Và cũng vì tôi làm nghề giáo dục nữa, cho nên là trong giáo dục thì cái nền giáo dục hôm nay chúng ta đang có nó rất nhiều điều bất cập, đúng không? Và bất cập là một quyển ngữ. Thì thành ra đó, cái trăn trở khát khao hay là cái nhu cầu sống còn của tôi là bảo vệ cái tự do tư duy của người học, của sinh viên tôi. Ban đầu là của học sinh phổ thông mà tôi dạy, sau đó là của sinh viên tôi. Thì đó, cho nên là tôi cũng không biết lúc nào tôi đã nói với con tôi như thế. Nhưng mà tôi cũng hiểu sâu sắc rằng là sở dĩ cái câu đó nó động lại trong con tôi là bởi vì như chính bản thân bạn ấy nói, là vì con đã thấy suốt đời mẹ sống như thế. Thành ra đối với tôi nó là một giá trị không phải chỉ do giáo dục của nhà trường, mà có thể nói là do giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội và do chính cuộc sống nó dạy mình. Từ hồi tôi còn nhỏ lắm cho tới bây giờ tôi gần đất xa trời. Nhưng mà nếu chúng ta co lại ở trong một gia đình, trong một cái lứa tuổi là từ 1 đến 10 tuổi, như cô nói lúc đầu đó, thì có một cái kỹ năng gì cần đặc biệt lưu ý không ạ? Tôi nghĩ không phải là kỹ năng, mà một lần nữa là thái độ, là giá trị, là cách sống, một lối sống của phụ huynh. Và trong cái lối sống của phụ huynh đó, tôi sẽ nhấn mạnh cái ý đó, vì tôi hiểu văn hóa Việt Nam, tôi hiểu cái gánh nặng của quá khứ để lại. Bất kể là chế độ chính trị ra sao thì cũng có một cái gánh nặng quá khứ để lại, là người Việt Nam hay coi con cái là vật sở hữu của mình. Và gần đây với cái tư bản quan giả, với cái này kia đó, thì nó có một câu mà tôi nghe hết sức chối tai, không bao giờ tôi nghe mà tôi không có bức xúc gì đó đó, là cái câu con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Cái câu đó là một câu mà tôi không thể nghe mà tôi không khó chịu được. Tại vì tại sao con cái lại là tài sản? Tài sản tức là nó là vật sở hữu đấy. Đúng, đấy, dạ. Tài sản là cái này nè, cái điện thoại này là tài sản. Cái nhà, cái cửa, đất đai gì đó, anh mua gì đó, anh mua cái đó là tài sản. Tại sao con lại là tài sản của anh? Cho nên là nếu phụ huynh muốn con mình là người tự do, trước hết hãy tự hỏi mình là mình có đào sâu chôn chặt cái khái niệm kỳ cục đó là con cái là tài sản của cha mẹ không? Con cái không bao giờ là tài sản của cha mẹ. Có một câu rất hay, tôi không còn nhớ là câu của ai, chắc chắn tôi biết nó không phải câu của tôi, nhưng mà con mình thật ra là con người. Hay quá. Con người có nghĩa là tôi biết rất rõ là con của mình, dù khi nó ra mới tượng hình trong lòng mình thôi, nó đã là một con người độc lập, tự do đối với cả chính mình nữa. Người Việt Nam rất hay nói cái câu
là mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rồi phù lao cúc dục rồi cái gì đó, tất cả cái đó đều được nhồi nhét bởi một cái, bởi hai điều cho nên nó mới khó. Chứ nếu nó chỉ bởi một cái đạo lý nho giáo thì có khi là nó còn có cơ may để mà thoát được. Nhưng bởi một cái truyền thống khác sâu đậm hơn mà tôi cho là quý giá, mà tôi gọi đó là truyền thống biết ơn. Tức là người Việt cổ, có thể là Tiền Hán, Phi Hán gì đó, rõ ràng là có một cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, biết ơn. Tại vì nông nghiệp mà, trồng cây thì phải ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Và bản thân cái truyền thống đấy là tốt. Bản thân truyền thống là chứ tốt, không phải là gì cả. Chính thế, dạ. Nhưng mà chính vì nó tốt, rồi nó bị đẩy lên thêm, dạ, cái nội dung tôn ti và gọi phục là tùng. Phục tùng, gọi là trả nợ sinh thành, gọi là ơn hoàn thành nợ đó. Thì nó rất là sâu đậm. Cho nên tôi nghĩ đầu tiên là cha mẹ làm ơn suy nghĩ, đừng có kể lể, cho dù là âm thầm kể lể với bản thân. Cái chuyện mà âm thầm kể lể với bản thân nhiều khi nó còn khó chịu hơn, nó còn gánh nặng hơn, áp lực hơn là nói thẳng ra với con nữa. Là cha mẹ là người đã từng thế này thế kia thế nọ. Không có đã từng gì hết. Bởi vì thật ra thế này này, lúc mà bố mẹ quyết định sinh một đứa con đó, nó không có ý kiến. Đứa con có được hỏi ý kiến đâu. Nó không có ý kiến. Có được hỏi đâu. Nó không có ý kiến. Với lại hơn nữa, đó là cái lẽ sinh tồn của muôn loài vạn vật. Tự nhiên. Tôi nói chuyện với phụ huynh, tôi là người nói chung là cũng không biết là cái hay hay là cái dở đối với xã hội Việt Nam, chắc chắn nó là cái dở rồi. Cái gai, cái gai. Tôi rất hay nói thẳng. Nhưng mà tôi biết ơn giáo dục của gia đình tôi và giáo dục của nhà trường Pháp đã đào tạo tôi thành một người nói thẳng như thế. Tại vì đôi khi người ta cần phải được nói thẳng như thế để nhìn sự thật. Tôi nói cha mẹ đã rứt ruột sinh ra con, tôi hay nghe cái câu đó lắm. Thì tôi sẵn sàng nói với các cái công chúng phụ huynh mà tôi hay gặp: xin lỗi quý vị, nhưng rồi thì sao? Con chó nó cũng sinh ra con vậy. Tất cả mọi muôn loài vạn vật nó đều sinh ra con. Có cái loài vật nào mà nó đòi nợ con nó như loài người không? Tại sao mình cứ phải đòi nợ vì cái chuyện mình đã sinh ra con? Thì con vật nào ở trên đời này mà không do mẹ nó sinh ra? Đúng không? Từ là nó đẻ ra trứng đi nữa, trứng mới nở ra con. Nhưng mà cũng phải có ai đó đẻ ra chứ. Rồi thì sao? Đó là cái lẽ sinh tồn của vạn vật. Mà mình sinh ra con chứ mình đã đào tạo được một con người đâu mà mình kể ơn với nó. Sinh ra con chỉ là sinh ra một sinh vật. Còn sinh vật đó có lớn lên thành người hay không là bao nhiêu những cái chuyện khác. Vậy thì nếu mình đặt mục tiêu con mình là người tự do thì trước hết mình hãy kiểm tra lại coi đối với mình giá trị tự do có phải là quan trọng nhất hay không, là lẽ thứ nhất. Lẽ thứ hai, đừng quên rằng con tôi, con mình, nhưng nó là con người. Tức là nó bản thân nó là con người bình đẳng với mình, độc lập tự do ở ngoài mình, và mình không có cái quyền năng gì, cái năng lực phi phàm nào để mình làm chủ cuộc đời của nó hết á. Mà nhiều cha mẹ cứ muốn rằng là mình làm chủ cuộc đời của con mình còn hơn là mình làm chủ cuộc đời của mình nữa, đúng không? Mình làm chủ cuộc đời của mình tức là mình cố gắng thành người tự do như chúng ta nói chuyện với nhau lần trước, đúng không? Cũng mới là khơi khơi vấn đề lên thôi, nhưng mà đại khái là có. Tức là mình chi phối người khác đấy. Dạ. Nhưng bây giờ mình muốn là quản lý cuộc đời của mình, sống tự do, điều khiển cuộc đời của mình như mình muốn đã khó rồi, bởi vì nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện như chúng ta đã nói. Bây giờ mình lại còn muốn điều khiển cuộc đời của người khác, mà muốn điều khiển nó hơn cả cuộc đời mình cơ. Tại vì nhiều cha mẹ giao cho con cái nhiệm vụ bất khả thi là hoàn thành những điều mà đời cha đời mẹ chưa không làm được. Đời cha đời mẹ chưa làm được, cái bây giờ con phải làm hơn. Thôi, thì mình đặt lên vai con mình một gánh nặng và mình tự cho mình một cái quyền lực còn cao hơn thượng đế thì thế là cái gì? Không, ở đây thì thế này, kỳ vô lý. Em hiểu cái ý của cô, tức là đôi khi cái việc chúng ta đẩy về cái ơn nghĩa sinh thành đấy, đem mang nặng đẻ đau nó đúng cao rồi. Quá đúng rồi. Thì đôi khi nó vi và, phạm đến và một cái cách sai lầm và một cách sai lầm chứ và. Không phải là chỉ là cao là thấp mà là sai lầm. Tại vì cái chuyện sinh ra đó nó là một lần nữa nó là lẽ tự nhiên. Không, em hiểu tất cả những cái điều đó và ý của cô là nếu chúng ta đẩy như thế đúng rồi. Thì nó sẽ vi phạm đến cái gọi là quan hệ tự do của con mình. Đúng rồi. Tuy nhiên em thì lại không quá cực đoan như thế. Em thì nghĩ thế này. Một phần thì em đồng cảm với cô Phượng, nhưng một phần khác em nghĩ rằng là chúng ta cũng không được gì phải chỉ trích cái đấy quá cả. Bởi vì đấy cũng chỉ là những các cái ràng buộc văn hóa
chúng ta ơn ngựa sinh thành với con thì bố mẹ ơn ngựa sinh thành với ta. Đúng, qua các thế hệ để chúng ta quan hệ tốt với nhau thôi. Đúng. Tức là chúng ta điều nó ở một mức độ chứ chúng ta không nên phủ định nó. Tôi cũng không chỉ trích, tôi chỉ nói rằng nếu bạn quá đặt nặng điều đó. Đúng rồi. Như cái cách mà tôi trông thấy người ta hay đặt nặng. Dạ. Thì chắc chắn là bạn đang gây khó khăn cho chính bạn. Dạ. Trên cái con đường mà bạn muốn đào tạo con. Dạ. Mình thành người tự do. Chứ chúng ta không chỉ trích không gì. Bởi vì nếu không á, thì ai xem clip này của chúng ta lại hiểu lầm. Đúng. Là chúng ta chỉ trích một truyền thống. Thì điều đó là rất nguy hiểm. Không. Dạ. Vả lại, nếu tôi có muốn dạy con tôi thành người tự do đó, thì trong những điều tôi dạy nó cũng có lòng biết ơn. Dạ. Tại vì anh không thể tự do nếu anh không biết ơn những cái điều đã khiến cho anh được tự do như thế. Những ai đã tạo điều kiện cho anh được tự do như thế. Những ai đã sẵn sàng đóng góp, hy sinh đủ mọi điều để anh được tự do. Dạ. Thì nếu anh không biết ơn cái điều đó thì làm sao mà thì tự do làm sao được? Tự do được. Đúng thế. Cho nên là tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với lòng biết ơn hết. Dạ. Lòng biết ơn là một giá trị quý giá của con người nói chung và của truyền thống văn hóa Việt Nam nói riêng. Đó. Thì và tôi cũng tin, tôi tin không mà tôi biết. Tôi là người có nghiên cứu, tôi biết rằng là đó là một truyền thống văn hóa, một nét rất là đặc trưng, rất là đậm nét trong văn hóa truyền thống của Việt Nam và là một nét đáng quý. Nhưng trở lại là mình muốn con mình là người tự do. Nhưng vậy thì cái mình phải biết là gì? Là con mình nó là một con người bình đẳng như mình. Và thậm chí nó còn sống lâu hơn mình, xa hơn mình. Nó là quy luật mà, đúng không? Khi tôi chết rồi thì con tôi nó vẫn còn sống một cuộc đời của nó. Và trong cái cuộc đời đó thì nó sẽ chứng kiến những sự phát triển, những sự thay đổi. Có thể tốt hơn, có thể tệ hơn, nhưng mà là những sự thay đổi mà bản thân tôi không thể nào tưởng tượng ra hết được. Chính xác. Vậy thì tôi làm sao mà chuẩn bị cho con tôi cho một cuộc sống mà tôi không biết trước được. Cho nên là chỉ có nó mới tự chuẩn bị nó cho cái cuộc sống đó mà thôi. Mà muốn nó tự chuẩn bị nó thì nó phải được tự do. Thì nó mới chuẩn bị được. Và em xin bổ sung một cái ý thế này. Trong toàn bộ cái quá trình tương tác với con đó, thì theo em một điều rất quan trọng cần phải lưu ý với con mình, đó là kỹ năng hoài nghi. Trong đó hoài nghi chính những điều tưởng là đúng là rồi, được định là hình chân lý. Dạ. Muôn đời. Bởi vì nếu không có cái kỹ năng hoài nghi đó từ một đứa trẻ, hoài nghi một cách thuyết phục, có lý trí thì không có suy nghĩ mà không và suy không nghĩ tự do thì làm sao tự do được. Không có lý trí, không có suy nghĩ thì làm sao tự do được. Dạ. Cho nên là đó, thì tôi nghĩ là và phụ huynh thì rất hay nói là tôi thương yêu con. Đúng rồi. Không bờ bến, nghĩa là vô biên tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào gì đó. Tôi hoàn toàn tin điều đó. Dạ. Tôi hoàn toàn tin điều đó. Và tôi cũng hay nói với các cháu, kể cả con cháu nhà tôi và con cháu nhà người khác, tôi luôn luôn nói bình thường mà nói, trừ những hoàn cảnh nghịch thường, nó bao giờ cũng có hoàn cảnh nghịch thường, nhưng mà bình thường mà nói thì ở trên đời không ai có thể thương yêu con hơn là cha mẹ con được. Dạ. Hơn bằng thì có thể, hơn thì rất khó, đúng không? Nhưng mà thương yêu là một lẽ. Tôi mong rằng các phụ huynh tự hỏi mình có đủ tôn trọng con chưa. Tôn trọng con một lần nữa không phải là để cho nó muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói nha. Bây giờ thì tôi thấy cũng có bắt đầu có cái tác hại khá rõ rệt của cái xu hướng là vì sợ đó, vì sợ vi phạm đến tự do của nó, vì sợ vi phạm đến những giá trị của thời đại, cho nên là cha mẹ để con cái nó năng vô cùng là bừa bãi. Tôi buông thả bừa. Dạ. Bãi chứ không phải là tự do. Dạ. Nó tức là nó muốn nói gì nó nói, nó muốn làm gì thì với làm, ai nó nói, muốn làm gì thì làm, thì cái đó không được. Vì cái đó không, cái đó là để con lớn lên như cỏ dại. Thì cỏ dại là khác, còn mình nó là con mình có trách nhiệm với nó. Vậy thì tôn trọng con là tôn trọng như thế nào? Tôn trọng một con người bình đẳng với mình, độc lập với mình, nhưng nó còn bé nhỏ và phụ thuộc vào mình. Vì nó bé nhỏ. Loài người có một cái điều khác rất nhiều động vật khác, là thời gian để cái con non nó trưởng thành và tự lập dài hơn giống loài khác rất là nhiều. Nhưng mà mục đích của giáo dục cha mẹ đối với con, cho dù đó là con người hay con giun, con dế hay con sư tử, con đại bàng, thì mục đích của giáo dục đó bao giờ cũng là để con có thể sống tự lập mà không cần dựa dẫm vào mình nữa, đúng không? Tất cả các giống loài đều dạy con mình để con nó có thể sống mà không cần dựa dẫm vào mình. Còn phụ huynh Việt Nam thì hay cảm giác, tôi cảm giác như là con mà sống mà không cần mình giống như một sự vô ơn. Không phải, đó mới là biết ơn chứ. Tức là biết ơn là phải nhanh chóng trưởng thành, mau lớn lên tự để lập. Cha mẹ đỡ phải gánh nặng là phải nâng đỡ mình, nhiều dắt mình hoài hoài chứ.
Tôi rất sợ những cái chữ dìu dắt với lại này kia. Rồi ngay cả sinh viên tốt nghiệp mà vẫn cứ cảm ơn thầy cô đã dìu dắt em. Tôi nói em có tàn phế đâu mà tôi phải dìu dắt. Đúng không? Nhưng mà đúng là đứa bé tiểu học thì nó còn phụ thuộc mình rất là nhiều. Cho nên chính vì thế mình phải vô cùng cẩn trọng để khỏi làm tổn thương đến cái con người tự do đang còn bé bỏng đó. Chính vì nó bé bỏng, nó dễ tổn thương, nó chưa có đủ cái sự mạnh mẽ để phản biện, để suy nghĩ khác, để này kia. Nên mình đừng ấn vào đầu nó những cái suy nghĩ mà làm giới hạn cái tự do tự trọng của nó. Dạ. Mình mắng nhiếc con là chưa thấy ai ngu như mày hay là này kia, vân vân. Mình tưởng mình có cái quyền đó vì mình là cha mẹ. Và mình nói rằng là nói vậy chứ nhưng mà mẹ cha mẹ rất thương con. Đó không phải là cách thương. Thương mà vùi dập như thế mà làm cho nó mất tự tin tự trọng như thế thì đâu phải là thương. Sao lại bảo là thương cho roi cho vọt? Bởi vậy thành ra là đó, cho nên là tôi nghĩ là có rất nhiều điều mà cha mẹ nên xem lại, xem là làm như thế có thể là thương đó nhưng mà có đúng cách không. Đã là biết sao là đúng và sao là sai thì rất là khó. Và cha mẹ hay hỏi là cô nói cho tôi cái điều đúng đi, nói được, chỉ nói là có cái điều không đúng. Dạ. Không đúng là như này, không đúng là như này, không đúng là như này. Dạ. Thì trong đó có điều không đúng là thiếu tôn trọng con. Vậy thì cái câu hỏi là tôi có đang... Nhưng mà trẻ em bây giờ nó biết đấy. Tức là cha mẹ đi làm về mà cáu gắt, mà quát nó mà này kia. Cái xong rồi nó hỏi tại sao cáu gắt với nó. Thì cha mẹ nói là tại vì hôm nay có chuyện gì đó bực ở cơ quan hay là đang mệt quá hay đang này kia. Thì tôi đã nghe nhiều em bé, nhiều trẻ em lứa tuổi tiểu học đó hỏi lại cha mẹ là thế mẹ bực bội như thế mẹ có dám quát sếp của mẹ không? Là trẻ em hỏi chứ không phải tôi hỏi. Thì có nghĩa là nó có tư duy. Và vì rõ ràng là trẻ em bây giờ nó có nhiều tự do hơn ngày xưa. Cái đó ai cũng thấy được hết đúng không? Tức là cha mẹ ít dám quát mắng như ngày xưa, ít dám phủ đầu như ngày xưa. Cho nên khi chỉ cần mình đừng ngăn cản thì trí óc con người tự nhiên nó phát triển, nó lớn lên, nó nhận thức, nó này kia, tế bào não nó hoạt động, nó liên kết với nhau, nó này nọ, các nhà khoa học người ta theo dõi, người ta biết hết mà. Cho nên mình chỉ cần đừng cản trở, đừng làm này, đừng làm kia, thì trẻ nó khắc lớn lên, nó khắc biết suy nghĩ, nó khắc biết độc lập, biết phản biện. Chỉ cần mình lắng nghe nhưng mà uốn nắn, lắng nghe nhưng mà cũng tranh luận, phản biện, trao đổi với con một cách có lý trí. Đúng rồi, có lý trí để giúp nó phát triển cái lý trí của nó, để nó tự nhận thức được. Có phụ huynh hỏi tôi là bây giờ đời đầy bất trắc, đầy này kia, thì bây giờ có cách nào, cô có biết cái con chip nào mà em có thể cài vào điện thoại của nó để nó đi đâu, để nó thay vì nó đi từ trường về nhà mà nó ghé quán bar hay nó ghé đâu thì em có thể biết được. Tôi nói bây giờ chị biết được rồi chị làm gì? Chị có thể bay đến đó một ngày 24/24 để gọi là bảo vệ nó được không? Và nếu dẫu là chị làm được bao lâu, cho đến bao giờ? Thật ra cái con chip mà chị muốn cài đó nó phải ở trong đầu của đứa bé. Phải chính bản thân đứa trẻ nó có lý trí để nó biết phân biệt đúng sai phải trái, để nó biết cái gì là an toàn, cái gì là nguy hiểm, cái gì thì có thể làm một mình, cái gì thì phải hỏi cô, hỏi thầy, hỏi người lớn hay là vân vân. Nó biết cái giới hạn của nó tự biết, nó càng tự biết chừng nào. Và trẻ tiểu học là trẻ hoàn toàn có thể nhận thức những điều đó. Các nhà tâm lý học trẻ em người ta đều phân tích điều đó. Tại sao tất cả các nước trên thế giới đều cho con trẻ vào lớp 1 vào 5-6 tuổi? Tại vì đó là cái lúc mà trí óc nó đã đủ trưởng thành để nó tiếp nhận, để nó sống có quy ước, có thỏa thuận với người khác, đi vào chỗ nào nhập gia tùy tục, biết phải tuân thủ những quy tắc nào khi mình vào một cái tập thể nào. Cha mẹ bây giờ có thể dễ dàng nhận xét thấy là con ở nhà nó có thể dễ dàng đặt nó ăn vạ, chứ nó vào lớp chừng 3 ngày sau là nó không làm như thế nữa. Tại vì người ta sẽ có cách để điều chỉnh hành vi. Và khi cái nhà trường đó nó giáo dục tốt, trường quốc tế hay trường này trường kia họ làm tốt á, thì họ không cần roi vọt, không cần đánh mắng, không cần lớn tiếng, không cần gì hết á. Nhưng mà họ có cách để trẻ tự điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với cái môi trường xã hội mà trẻ đang sống. Thì cha mẹ cũng phải làm như thế, phối hợp với nhà trường để giúp con mình có con chip trong đầu nó. Có nghĩa là dùng lý trí của nó để... Và khi mình dạy tốt á, thì trẻ nó biết luôn là chuyện này con biết là đúng nhưng con chưa làm nổi. Tại sao con chưa làm nổi? Tại vì con chưa kiềm chế được cảm xúc của con. Trẻ nhà tôi nó nói được như thế. Và khi nó nói như thế thì
ba mẹ nó hỏi thế bao giờ thì con sẽ tự kiềm chế được cái cảm xúc đó, bao giờ con sẽ làm được điều đó, con nghĩ là đến năm con bao nhiêu tuổi thì mình cứ lắng nghe đi, mình lắng nghe đề nghị, mình có thể góp ý để điều chỉnh đề nghị, là tại sao phải lâu thế mà không gần hơn, con có thể tự lập làm cái này làm cái kia làm cái nọ. Thì nếu mình dạy con trong tinh thần là hướng đến mục tiêu là con tự lập, con tự chịu trách nhiệm về bản thân, tự lo được cho bản thân, tự này tự kia, thì những kỹ năng cần huấn luyện chính là những kỹ năng để con tự lập vậy đó. Từ là tự đi, tự đánh răng, tự xử lý sau khi mình đi vệ sinh, tự này tự nọ, thì từ nhỏ đến lớn, từ từ nâng dần lên. Mà thực ra nói cho công bằng đó, thì những cái đó đó, giáo dục ngày xưa, tôi nói ngày xưa tức là cái hồi tôi còn nhỏ, có nghĩa là lúc mà chưa có hiện đại hóa như bây giờ, nhưng mà cũng gần gần đây đúng không, trong thế kỷ 20, thì tôi thấy người ta làm tốt hơn bây giờ, kể cả ở nông thôn. Tức là trẻ em nông thôn thì, mà ngay cả trẻ em thành thị nữa, tôi vừa mới nói chuyện với chị Phạm Chi Lan thì chị kể cho tôi nghe rằng là khi chị 8 tuổi thì mẹ chị giao cho chị cái sổ chi tiêu của gia đình. Và người giúp việc phải báo cáo cho chị khi đi chợ về, người giúp việc báo cáo là hôm nay mua cái này bao nhiêu. Mặc dù nhà chị không có nghèo khó gì để mà phải tiết kiệm, nhưng mà người con gái được giáo dục năm 8 tuổi, bắt đầu được giáo dục để quản lý tài chính gia đình bằng cách như thế. Thì đó là cái kỹ năng để sau này họ lớn lên họ thành người tự do tự chủ. Con nhà nông dân thì là bao nhiêu tuổi nó biết ẵm em, bao nhiêu tuổi nó biết nhúm lửa, bao nhiêu tuổi nó biết nấu cơm, nó biết này biết nọ. Thì đó là những, không phải chỉ để giúp việc gia đình đâu, không phải chỉ để, không phải chỉ vì gia đình ta nghèo khó mà ta phải làm đâu. Đấy, thì gia đình không nghèo khó người ta cũng huấn luyện một cách khác mà. Đấy là giáo dục đấy. Đó là giáo dục. Dạ. Tức là giáo dục để nó càng ngày càng tự do, tự chủ, càng biết tự làm nhiều thứ trong tự cuộc do, đời. Tự chủ, tự lập. Đúng. Dạ. Thì càng biết nhiều thứ thì đó là giáo dục. Và nó cũng cảm thấy là khi tôi lớn lên một tuổi thì tôi làm thêm được chuyện này, thêm được chuyện này, thêm chuyện này. Không phải chỉ là làm, mà giống như cháu nội nhà tôi nó nói đó, là con chưa kiểm soát được cảm xúc của con. Ủa vậy thì năm sinh nhật bao nhiêu tuổi con sẽ tự kiểm soát được cảm xúc đó, đúng không? Và có những điều con không cần đợi sinh nhật tới, mà con có thể tự đặt mục tiêu cho con là tháng sau con thử làm coi. Đúng. Thì nó có những cái rất là đơn giản. Trẻ em còn bé đó thì dạ, ta phải cai sữa đúng không? Dạ. Nhưng mà trẻ em lớn lên thì lúc nào thì con có thể ở nhà với người khác, với một người lớn khác mà không cần đó là mẹ của mình. Lúc nào thì con có thể làm được điều đó, đúng không? Và lúc nào thì con có thể ngủ riêng giường với mẹ, lúc nào thì con có thể ngủ riêng phòng, vân vân và vân vân. Lúc nào thì con có thể sống như một người lớn, dạ, ở trong cái phạm vi cái hoạt động đó. Trong phạm vi thì đứa trẻ nó rất thích thú dạy con như thế, là con đường rất là ít nước mắt của cả người lớn lẫn trẻ em. Ít nước mắt mà lại sớm tự do. Mà lại tự do. Tại vì tự do là một giá trị mà. Nó cảm nhận được cái giá trị đó chứ. Và khi nó đã cảm nhận như thế từ bé thì khi nó lớn lên nó sẽ đủ sức nói như bạn nhà tôi nói là bây giờ dù ném con vào hoàn cảnh nào thì con cũng sẽ là một người tử tế. Và như vậy thì nếu như được chốt lại đó, em xin được mạn phép chốt một cái câu là suy cho cùng thì thay vì coi con cái như là một tài sản một vật sở hữu thì chúng ta hãy coi con cái như một đối tượng để đối thoại. Đúng. Nhưng đối thoại một cách có điều kiện. Đúng. Phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Đúng rồi. Thì đấy chính là cái cách quan trọng để mà hướng đến một con người tự do. Và chúng ta cũng có trách nhiệm với cái con người bé nhỏ đó. Dạ. Đúng không? Nhưng mà nó vẫn là một con người. Tôi vẫn rất thích cái câu con người là con mình là con người. Nó là con người thì mình đừng có xâm phạm cái quyền tự do của nó. Nhưng mà phải coi nó là con người thì mới đối thoại với nó được. Không là áp đặt ngay. Đúng rồi. Dạ. Và đối thoại trong đó thì mình phải làm nhỏ mình lại, làm thấp mình lại. Dạ. Có nghĩa là gì? Là lắng nghe nó trước rồi trả lời nó sau. Hay quá. Cha mẹ hay nói trước để mẹ nói đã rồi con. Mẹ chưa. Không, phải nghe con trước chứ. Mới là hợp lý chứ. Tại vì thứ nhất mình không hiểu nó. Nó, mình tưởng là mình hiểu nó, mình có hiểu quái đâu. Cho nên mình phải nghe nó nói. Mà nó đã biết nói rồi thì là mình phải nghe nó nói để hiểu nó cái đã. Và vì nó nói một ngôn ngữ khác, nó không có dùng nhiều từ phức tạp như mình, nó không khái quát lên được như mình, nó nói những điều cụ thể, thì mình phải nghe nó trước và ráng hiểu nó. Đặt mình ở cái tầm của trẻ để hiểu trẻ.
nghe hiểu rồi sau đó mới có ý kiến, chứ mình cứ hay có ý kiến trước rồi con mới được nói sau, rồi cha mẹ người lớn cha mẹ nói trước rồi con mới nói sau. Chính vì cha mẹ người lớn nên cha mẹ phải nói sau, phải nghe trước, nghe ráng hiểu cho ra đã, chứ nếu nói trước là dễ áp đặt lắm đó. Đúng rồi, nói trước thì chỉ nói cái mà cha mẹ biết, nói theo kinh nghiệm của cha mẹ, theo cái gì cha mẹ biết, chứ đâu có hiểu cái trải nghiệm của nó đâu. Vừa rồi tôi làm được một điều thú vị, hình như tôi cũng có kể với Đăng. Dạ có, thật ra thì em cũng tự nhận là một người cũng cố gắng nghe con. Nhưng hôm nay nói chuyện với cô Bùi Chân Sự Phượng xong thì em hứa là sẽ nghe con nhiều đúng hơn rồi. Nữa và trước để nó và nói trước. Phải cho nó nói trước, đúng rồi. Sau đó mình mới nói, đúng rồi. Và mình thường xuyên tự hỏi mình câu hỏi là liệu mình có hiểu đúng những điều nó nói với mình chưa. Dạ. Tại vì nó bé nên cái khả năng diễn đạt của nó kém mình, nhất là nếu cha nó là chuyên gia truyền thông nữa hay là như tôi là người giáo dục, thì là mình có một cái quy rất là lớn, mình có một cái gì đó rất là lớn, cho nên là nó nói trước mà mình hiểu lầm là sẽ gây xung đột. Đúng, mà mình luôn luôn tự hỏi, và trong khi nghi ngờ thì hãy cứ tin rằng trẻ đang nói đúng. Chúng ta mới có cái ví dụ hồi nãy là trẻ nó nói đúng, đúng không? Dạ. Tôi có một ví dụ khác là năm con tôi vào lớp 1 trường công, thì lúc đó tôi đã là hiệu trưởng trường cao đẳng Hoa Sen rồi này nọ, đã mấy chục năm trong nghề nhà giáo rồi đủ thứ các. Tự nhiên cái ngày nhập trường nó nói với cô có tôi là mẹ, thầy giáo nói ngày mai, tại vì trước cái ngày nhập trường thì có một ngày tiếp xúc gì đó. Dạ. Thì thầy giáo nói ngày mai đến trường phải mặc đồ đẹp. Dạ. Tôi nói ủa con, hôm nay là nhập trường rồi đến trường phải mặc đồng phục chứ, tại vì trường đã phát đồng phục đã này kia rồi, đến trường phải mặc đồng phục chứ. Không, thầy nói mặc đồ đẹp, mặc bộ đồ nào mà con thích nhất á. Tôi ngạc nhiên là con tôi xưa nay nó không có tính xe xua chân diện, tại vì nếp nhà tôi không có giáo dục như thế, mà tính nó cũng không như thế. Và nhất là tôi biết chắc chắn một điều là con tôi không nói dối. Cái đó cũng là một chủ đề quan trọng đó. Làm gì để cho trẻ đừng nói dối. Tôi tin chắc chắn rằng trẻ nhà tôi không nói dối, tại vì nó không có nhu cầu nói dối. Cho nên tôi biết nó nói thật. Thì nó nói thầy giáo nó mặc bộ đồ mà con thích nhất á. Tôi nói như thế, nhưng mà lỡ như mình tới trường rồi mọi các bạn đều mặc đồng phục hết thì làm sao? Thì nó nói không, thầy giáo đã nói là mặc bộ đồ mà con thích nhất. Thì tôi nói thôi được rồi. Đó, trong điều kiện tôi hoài nghi. Đó là quả thật là tôi hoài nghi, tôi không biết là nó đang nói đúng hay là tôi mới đúng. Theo cái trải nghiệm thì đúng là tôi đúng, đúng không? Nhưng phải mặc đồng phục chứ. À, đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải có cái lý do gì thì con mình nó mới nói như thế. Cho nên tôi phải chọn một giải pháp thỏa hiệp. Là tôi phải nói nó là thôi bây giờ mẹ đề nghị với con rằng là con mặc đồ đẹp, con mặc bộ đồ mà con chọn giống như thầy nói. Nhưng mà mẹ đem theo phòng hờ bộ đồ đồng phục. Để lỡ đến trường mà các bạn có mặc đồng phục hết á thì mẹ sẽ có đồng phục để thay cho con. Cái nó đồng ý nhưng mà nó rất khó chịu, vì rõ ràng là đứa trẻ nó không nói ra được, nhưng mà nó hiểu là mình đang không tin nó. Tại vì nó đã bảo là như thế, mình không tin nó. Thì đến trường quả nhiên là cái lớp của nó thôi là trẻ mặc nhiều bộ đồ khác nhau. Tôi mới hỏi thầy giáo là thưa thầy, có đúng là thầy cho yêu cầu các cháu là mặc bộ đồ các cháu thích? Nó nói đúng rồi chị. Tại vì thầy giáo nói đúng rồi chị, tại vì em nghĩ rằng đây là ngày đầu tiên các cháu đến trường, cho nên em muốn các cháu có thời gian làm quen với môi trường mới, nên em cho các cháu được thoải mái. Thấy chưa, tức là mình đứng trước một thầy giáo rất sư phạm, rất là này kia, ngoài khuôn khổ, ở trong trường công nha. Thì đó là điều làm sao mà một người lâu năm trong ngành giáo dục như tôi có thể tưởng tượng được, tôi không biết. Rõ ràng là chỗ đó tôi biết ít hơn con tôi. Thì may, lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi nói may là mình đã không cưỡng chế nó. Mà nếu một phụ huynh khác thì có khi còn đánh đòn con để bắt con phải mặc đồng phục, đúng không? Thì nó bất công với trẻ là dường nào. Và nếu như đứa trẻ bị như vậy nhiều lần thì nó sẽ mất cái khả năng bảo vệ sự thật. À, là bởi vì bảo vệ sự thật thì bị mắng, bị đánh, bị này, bị kia, bị đủ thứ. Bị tổn cho thương kinh khủng. Bị tổn thương nhiều thứ. Thành ra tôi nghĩ là đó. Tôi nói cái ví dụ đó để cha mẹ thấy là kể cả cái người tưởng chừng là chuyên gia cũng có thể biết ít hơn đứa trẻ. Dạ. Thì cho nên tin nó đi. Trong khi hoài nghi thì làm theo nó. Tất nhiên có thể có giải pháp dự phòng như của tôi chẳng hạn. Nhưng mà tin trẻ là điều cũng rất quan trọng để cho trẻ thành người tự do. Hoặc là làm một cái giải pháp dự phòng nhưng mà không nói với con. Hoặc là không âm nói thầm, với con, đúng. Âm thầm giỏi làm hơn thôi. Nữa, nếu lúc đó tôi giỏi hơn nữa, đang nói đúng. Nếu giỏi hơn nữa tôi sẽ làm điều đó. Vì tôi thấy rõ ràng là hôm đó con tôi nó bị tổn thương. Dạ. Tức là nó, tại sao đã nói sự thật chẳng nghĩa như thế mà mẹ vẫn cứ... Em cảm ơn cô. Em cảm ơn cô, phải nói là những chia sẻ của cô Phượng hết sức ý nghĩa. Chắc chắn là nhiều vị phụ huynh xem chương trình của cô trò mình thì... Em tin là sẽ có được những cái tham khảo về việc là nghĩ thế nào với con, dạy thế nào với con, để mà con mình trở thành một con người tự do. Và hy vọng là một lúc nào đó lại được mời cô Bùi Chân Phượng
để nói về một chủ đề mà cô đã lỡ hẹn rồi đấy. Đó là làm thế nào để một đứa trẻ không nói dối. Đó là quan trọng đó. Dạ, em cảm ơn cô rất nhiều. Năng đến nhiều. Dạ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video clip của chúng tôi ngày hôm nay, và chúng tôi tin chắc rằng những chia sẻ của tiến sĩ Bùi Chân Phượng sẽ gợi mở những góc nhìn thú vị đối với những vị phụ huynh đang có con nhỏ trong việc là nuôi dạy, giáo dục để những đứa con sớm trở thành những con người tự lập, tự chủ trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp trở lại quý vị vào những video clip tới đây.